Đâu? Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Dạ. Nạp điện, nạp bên nào, nạp 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 đổ hết cho Twitch. Nè. Tập từ hả? Tập tôi biết nạp từ rồi gì mình nạp cái độ hít chưa của cái ống vít mà khi mình chấm cái gì ví dụ như mình làm rớt mình dặn ống vít mà rớt cái dưới vừa nữa đúng rồi mình có thể thò xuống cái mình chân hít lên á đúng rồi đó như cái này đúng không tôi nạp nãy giờ được đó thấy chưa thấy rồi thấy không đó còn cái này nạp lâu lắm mà nó không hít đó được siêu rồi đó được siêu rồi đó yếu lắm. Nạp từ được đó. Nạp từ được, nạp được mà. Mình tao nói là mình để vậy mình nạp là có thể là trong đêm á, nó hít nó từ nó sẽ đưa qua nhiều hơn. Thấy chưa hay không? Đây là một cách nạp từ gọi là đơn giản nhất. Đúng rồi, đây là một cách nạp từ rất là đơn giản. Bỏ vô cục 500 cho 500 nó hít. À cho nó hít chừng cỡ nhưng mà có một cái là nó qua đêm một cái là nó có từ lại thôi. Qua đêm đơn giản. Này. Nhưng mà đặc trường hợp như người mà không có cục 500 thì sao? Không có 500 á hả? Đó, như cái này thì ok đúng không? Ừ. Cái này là từ nó hít mạnh này nè. Đúng rồi. Đó. Còn thằng này là tôi nạp cũng có cỡ nó rồi mà sao nó cũng không có được mạnh lắm. Để tôi gãy thử coi. Đó, được cái này mà này vô từ này thấy không? Còn yếu lắm. Yếu. Yếu. Vậy được rồi. Nạp từ vậy là ok rồi. Là ok đúng không? Cái này gỡ ra được không? Kẹt rồi phải không? Kẹt rồi. Cái này gỡ ra được không? Được. Rồi, anh quay lại coi, anh cho vô đây xem sao. Không dính. Dính mà yếu lắm. Vô cái nhỏ coi. Dính. Ừ. Cái lớn yếu lắm đúng không? Lắm yếu. Đó, thử nạp từ đây coi. Thử để xíu nha. Ừ. Đây là cách nạp từ đơn giản nhất đúng không? Đây là cách nạp từ đơn giản nhất. Cái bit chúng ta bị mất từ á, nạp rất là đơn giản. Rồi sẽ thử coi. Còn yếu lắm. Chưa vô được bao nhiêu. Cái mạnh này được chứ. Nhưng mà nó vẫn yếu lắm nhưng mà khi này, từ này có mất không ta? Vẫn mất đúng không? Có mất nhưng mà cái này anh phải nạp lâu kìa. Trường hợp như mình không có 500 mình có cách nào nạp không ta? Nếu không có 500 á mình có thể mình quấn dây đồng mình tự nạp từ nó không được. Đây là cách thứ hai. Anh phải kiếm dây đồng uống motor á. Dây đồng cách nhiệt, cách điện. Ok, ngày nay em sẽ chia sẻ cho tất cả đại gia đình cách nạp 500 cho Covid hoặc là mấy cái sắt nào cũng được hết nha. Chúng ta nạp bằng cái này cũng được nhưng mà rất là lâu. Chúng ta sẽ sử dụng dây đồng uống motor. Rồi anh uống vô cho một cây Covid hay cây nào đó cũng được. Uống tròn đúng không? Uống một vòng tròn. Rồi ok. Rút vào đi. Anh cài vô trong bình á. Bình đúng không? 12V. Kéo ra được không? Được. Đó. Sẽ khai ba cái vậy đó. Ấy da, nóng. Rồi. Có điện chưa? Có rồi đó, sẽ khai ba cái là được rồi. Rút ra. Ok. Thử ra. Nãy là yếu đúng không? Ừ. Nó dính rồi đó. Trời, mạnh cực kỳ luôn á. Ừ. Mạnh lắm, nãy nó yếu, giờ mạnh cực kỳ luôn nè. Ừ. Là cách nạp đơn giản nhất vậy hả? Đúng rồi. Hai ba cái luôn á chưa? Ừ. Kéo lên hết luôn á chưa? Cái này nó còn mạnh hơn nữa đó. Đó, chùm luôn. Đó, chia sẻ mọi người cách kích từ đơn giản vậy thôi nha. Hai cách, một là 500, hai là chúng ta chỉ quấn cái vòng dây điện. Bao nhiêu vòng cũng được, cỡ này cũng được rồi. Mọi người nhét vô giữa rồi mọi người nhét vô giữa rồi kích điện. Xẹt hai ba cái thôi. Lên thôi. Ok. Đó đây cách của em đại gia đình còn có cách nào nữa thêm bình luận ở dưới nha. Chúc đại gia đình xem video vui vẻ nha.